Bữa nay đi cưa được mấy anh nấu cơm đẩy nè các bạn. Cái này là món gì anh? Gà kho xả với lòng xà mướp. Hôm nay thầy trò Du Khỉ lặn lội quãng bị xa đến đây cưa bốn cái bàn. Đây nay anh Tùng đi cưa được mấy anh ở đây đẩy mấy món rất là ngon các bạn. Ngồi ở dưới góc bàn. Bao nhiêu người đây? Lại đến kia. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình theo chân anh Tùng đến cưa những cái cây bàng ở làng Đại học Thủ Đức các bạn. Thì như lúc đầu mình có nói là dự định của anh chủ là sẽ cưa hết 4 cây luôn, nhưng mà ảnh quyết định là sẽ cưa một cây thôi. Mấy cây này chỉ mé nhánh thôi nha bạn, sẽ chừa lại cái phần gốc tương đối là cao. Cái phần cây này là mình sẽ mé nhánh nha các bạn. Giờ anh Đồng sẽ lên một dây. Anh sẽ lựa một cái nhánh nào cao và chắc nhất để chọn cái dây qua. Và một lát nữa là cái dây đó nó sẽ chịu những cái nhánh thấp ở phía dưới. Cây bàng thì nó rất là nhiều nhánh và lá nó cũng rất là nhiều nha các bạn. Giờ anh sẽ bẻ bớt mấy cái nhánh mục, rất là nhiều nhánh mục. Những cái cây bàng ở đây là nó bị mục cái thân này nè, các bạn thấy cái thân của nó. Nên là anh phải bẻ mấy cái nhánh mục bớt nha các bạn, những cái nhánh đó mà không có đứng vô được. Thì mấy cái cây bàng này hầu như là cây nào cũng có kiến, chủ yếu là kiến vàng nha các bạn, cho nên là phải đem cái chai xịt côn trùng lên mình xịt mấy con kiến trước rồi mình mới cưa được, mà cắn rất là đau. Đây là anh xịt mấy con kiến vàng nha các bạn. Cái bàn này lá nhiều quá không thấy anh Tùng đâu hết. Đâu anh Tùng đúng theo đây anh đứng đây nè. Đây, anh Tùng anh leo xuống mới thấy nha các bạn, phía trên lá nhiều quá. Thì sau khi xịt mấy kiến thì để một lát cho nó ngấm thuốc.
ngắn hết hồn lớn. Dướng rồi. Không được. Ê coi chừng. Chừng cái đồng hồ điện á. Nguyên nhánh nó khô khô cho nó. Cây này nhánh nhánh tươi nhánh khô nó lộn xộn cho không biết được. Kinh nghiệm lâu năm. Các bạn này nó có mấy cái nhánh khô các bạn. Đụng nó nhẹ cái là nó gãy à. À, tục đã mé được một số nhánh rồi các bạn. Giờ cái cây nó tương đối trống trải rồi. Anh Tùng sẽ cưa cái nhánh lớn nha các bạn. Nhánh này là không có chằn phía trên mà là sẽ kéo xuyên ngang. À, có chặn một cái dây phía trên nha bạn.
thường mấy cái nhánh bạn á các bạn, nó xòe, nó có cái độ xòe, nó rất là dễ bị vướng víu. Cắt nó đã đứt rồi nhưng mà nó còn vướng vướng nhiều chỗ nên nó chưa có xuống được nha các bạn. Giờ anh Tùng phải mé nhỏ nhỏ đó rồi hạ xuống đó, các bạn thấy không, mé mấy cái nhánh nhỏ nhỏ nó vướng lên cái thân cây à, nó chưa rớt xuống nữa à, nó còn dính trên cái thân cây đó, các bạn thấy không. Tiếp tục xịt mấy con kiến vàng nha các bạn. Không hiểu sao những cái cây ở dưới quê bây giờ nó ít kiến vàng, những cây ở thành phố Hồ Chí Minh thì lại kiến vàng nhiều. Kiến vàng bây giờ ở dưới quê mình rất là hiếm gặp nha các bạn, sao mà trên đây lại mấy cái cây bàng này kiến vàng rất là nhiều luôn, nó làm tổ mấy cái lá. Hay quá. Mấy con ong với mấy con kiến bữa nay bị mất nhà rồi. Phía trên đó có mấy cái nhánh khô nha các bạn, phải leo cẩn thận. Bây giờ anh Tùng ấy nằm trên cái cây để buộc dây, chuẩn bị hạ một cái nhánh phía trên mái nhà. Chuẩn bị cái nhánh đó nó sẽ được kéo về phía bên kia. Nhánh nó cần phải có hai người điều khiển nha các bạn. Rồi gỡ đường dây ra luôn đi. Cho tao rút lên. Ở đây là ngay cái đường hạ cánh của máy bay. Cho nên thỉnh thoảng là tầm 5-10 phút sẽ có một chiếc máy bay nó hạ cánh nghe rất là ồn. Đầy đầu mình Thank you.
À, dạ. Nghe nghe nó đứt làm cái bực. Khoan đi, khoan vô mặt đi. Làm gì làm quá trời dung nhan nha. Cái này lớn quá. Có quẹt sơ sơ mang ra nhà cũng nó kêu mình cũng kêu luôn. Mình la cũng kêu gì. Cái nhánh này mà cưa là bảo đảm cái cây nó lắc dữ dội luôn. Cây nó bị giật. Anh Tùng leo lên để chuẩn bị cưa một cái nhánh rất là lớn nha các bạn. Bây giờ cây vàng chỉ còn tầm khoảng 3 nhánh lớn nữa thôi. Rồi đứt ngọt xớt. Nhánh cực kỳ lớn luôn. Rồi nó hơi nghiêng nghiêng vô cái mái nhà rồi. Đâu rồi mấy anh bên kia không có dây hả ta? Có năm gì kéo. Rồi, thả cái nhánh xuống từ từ nha các bạn. Thả xuống dính dít cái đầu, cái đọt luôn. Rung rinh cái đọt. Trước khi hạ một cái nhánh thì anh Tùng buộc dây rất là kỹ nha các bạn, buộc rất là nhiều vòng. Cái nhánh đó là cái nhánh nó sẽ chịu cái nhánh cưa lại. Đợi nhẹ cái gãy à. Mấy nhánh vàng nó giòn quá. Rồi, hai nhánh một lượt luôn. Ê bị dột. Có hai đồ hả anh Tùng? Đột. Rồi, máy bay bay nghe. Máy bay bay nghe, không nghe gì hết luôn. Nghe tiếng động cơ. Đây có hai anh đang kéo mé gần hết hai cây cái nhìn nó thoáng à. Đây chúng mình bay đang bay ngang nha các bạn. Đung bay lên. À, các bạn không nhờ hai anh này thì thật sự là không làm ăn được gì. Kiến thứ gì nào không làm gì đó à. Hai chú ngồi bên kia chơi à. Đây gần
mà cái này đi shop luôn á. Nó xuống cái là xẹp được chút thôi. Cái anh mới cầm cưa thì nó cũng vững tim đấy. Bài à. Khều bay bay. Dạ. Đáp. Hay quá. Nuôi xong ta dọn. Mình chỉ cắt nhỏ ra thôi. Dạ. Dạ. Nay hơi tới đó bà con kia bà con đi gặp đưa vô cho bà nhanh nặng rất nặng. Dạ mà cái là cái chữ cô gửi con qua cho có hả? Dạ. Okay, huh?